Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương trọng điểm trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị 16, đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tại thành phố Tân An, các lực lượng chức năng thành phố và các xã phường đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành của các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống giải khát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhất là tình trạng người dân ra đường khi không thực sự cần thiết. Số tiền phạt từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi trường hợp. Từ khi xảy ra đợt dịch thứ tư vào cuối tháng 4 năm 2021 cho đến nay, lực lượng chức năng thành phố và xã phường đã tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 50 trường hợp với số tiền trên 140 triệu đồng. Trong đó có 46 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền trên 80 triệu đồng, 4 trường hợp không chấp hành quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung đông người với số tiền trên 60 triệu đồng. Tại Bến Lức, lực lượng công an và các ngành liên quan đã tăng cường tuần tra trên các tuyến đường, ngoài việc kiểm tra giấy xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 của các lái xe. Lực lượng làm nhiệm vụ còn kiểm tra việc thực hiện các quy định chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, như ra đường khi không thực sự cần thiết, việc tập trung trên 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, không giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp với người ngoài gia đình, kiểm tra việc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tăng cường kiểm soát việc đi lại của người dân, yêu cầu người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, kiểm tra việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, yêu cầu đóng cửa đối với những cơ sở không chấp hành theo quy định.